Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Mỗi năm có 2 triệu cú sét đánh, Việt Nam nằm trong vùng tâm rông lớn nhất thế giới. Việt Nam ở khu vực tâm rông của châu Á, một trong 3 tâm rông lớn nhất thế giới. Tại sao thời gian vừa rồi ở các tỉnh miền Bắc xảy ra nhiều trường hợp rông sét gây tử vong? Trả lời câu hỏi này, dự báo viên phòng dự báo số trị Viễn Thám, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết đó là do tổng hợp nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất là do Việt Nam nằm ở khu vực tâm rông của châu Á. Đây cũng là một trong 3 tâm rông lớn nhất thế giới. Người ta thống kê ở Việt Nam trung bình mỗi năm có 2 triệu cú sét đánh xuống. Số sét này không giải đều vào các tháng trong năm mà tập trung vào tháng 4 và 5 qua mùa hè đến giai đoạn chuyển tiếp hè sang mùa thu. Bà Bình cho biết, năm nay miền Bắc mưa nhiều hơn mọi năm, vì vậy tần suất xuất hiện các cơn mưa nhiều hơn. Theo dự báo ông viên Nguyễn Thị Thanh Bình, mưa này xuất phát từ các đám mây và các đám mây gây mưa mùa hè hầu hết là mây đối lưu. Ngoài khả năng gây ra mưa rào còn có khả năng gây ra dông, sét, tố lốc. Đó là nguyên nhân về mặt tự nhiên, về mặt con người rất nhiều người dân còn có tâm lý chủ quan. Tiếp tục chia sẻ, bà Bình cho hay đã theo dõi nhiều trường hợp tử vong do dông sét và thấy rằng có đến 80% tử vong do dông sét đều vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản. Ví dụ, khi có dông sét, các chuyên gia đã khuyến cáo ở trong nhà thì đóng các cửa sổ, cửa ra vào, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, ở ngoài tránh xa các vật dụng bằng kim loại. Tuy nhiên, tôi thấy rằng người dân vẫn sử dụng rất nhiều điện thoại thông minh trong thời điểm có dông sét. Bà Bình nói và dẫn chứng tại Cao Bằng vào tháng 5 đã có trường hợp sét đánh khiến nạn nhân tử vong ngay trên giường ngủ của mình. Theo đó, nạn nhân sử dụng điện thoại vào buổi tối, theo thói quen sạc điện thoại và vẫn để điện thoại trên đầu giường rồi sét đánh theo đường dây điện thoại vào điện thoại nổ và nạn nhân tử vong. Hoặc năm 2020, một công nhân ở Hà Nội vừa sạc điện thoại vừa sử dụng, dùng sét đến đánh vào đường dây điện, sau đó nạn nhân cũng tử vong. Trước đó năm 2019 cũng có 2 trường hợp chết vì dông sét khi sử dụng điện thoại khi đang sạc. Chúng tôi khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác vì có những hiện tượng chưa xảy ra nhưng không có nghĩa là không xảy ra, nên xin đừng chủ quan, bà Bình nhấn mạnh. Dự báo về tình hình thời tiết thiên tai thời gian tới, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện đang giai đoạn giữa tháng 7 sang tháng 8 mưa nhiều hơn, tháng 9, tháng 10 là cao điểm mùa bão, có gió mạnh, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 3-4 tháng sắp tới xuất hiện tổ hợp của rất nhiều thiên tai, vì vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị bà con hãy chú ý theo dõi những bản tin dự báo, cảnh báo để có sự ứng phó thích hợp. Trong tháng 7, cả nước đã xảy ra 6 trận mưa lớn, 36 trận mưa dông, lốc sét, 16 vụ sạt lở bờ sông, 5 trận động đất, 5 trận gió mạnh trên biển. Thiên tai trong tháng 7 đã làm 19 người chết, mất tích, 8 người bị thương, chưa bao gồm 15 thuyền viên tàu cá BTH-97478TS Bình Thuận bị mất liên lạc từ ngày 10 tháng 7. Ngoài ra, gây thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 23,4 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm, thiên tai làm 87 người chết, mất tích, 48 người bị thương, chưa bao gồm 15 thuyền viên tàu cá BTH-97478TS Bình Thuận bị mất liên lạc từ ngày 10 tháng 7, đồng thời gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng. Người dân còn quá chủ quan với dông sét. Có khoảng 80% trường hợp tử vong do sét đã vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản. Vậy cách phòng tránh dông sét như thế nào? Thời gian qua, nhiều trường hợp sét đánh xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi như Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nội, Ninh Bình, gây ra những cái chết thương tâm. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên VOV.vn, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, dự báo viên phòng dự báo số trị Viễn Thám, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân xảy ra sét là tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, Việt Nam nằm trong khu vực tâm rông của cả châu Á và khu vực này là một trong 3 tâm rông lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê, mỗi năm trên cả nước có khoảng 2 triệu cú sét đánh xuống mảnh đất hình chữ S, trong đó tập trung chủ yếu từ giai đoạn tháng 4, tháng 5 đến giai đoạn chuyển tiếp từ mùa hè sang mùa thu, đặc biệt là giai đoạn đầu và cuối hè sẽ xuất hiện nhiều hơn. Năm nay, mưa ở khu vực phía Bắc nhiều hơn mọi năm, tần suất nhiều hơn, mưa xuất hiện từ những áng mây và những áng mây mưa mùa hè hầu hết đều là áng mây đối lưu. Ngoài khả năng gây ra mưa rào và dông còn có khả năng gây ra các cú sét, có thể xuất hiện tố lốc. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, không thể phủ nhận được rằng người dân còn quá chủ quan, có khoảng 80% những trường hợp tử vong do sét đã vi phạm nguyên tắc cơ bản.
trong nhà khi có dông sét thì phải tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, đóng các cửa sổ, cửa ra vào. Ở bên ngoài thì tránh các vật dụng bằng kim loại. Tuy nhiên điện thoại thông minh bằng kim loại nhiều người vẫn luôn giữ bên mình khi gặp sét cũng là một rủi ro. Rất nhiều trường hợp như ở Cao Bằng, Hà Nội, nạn nhân bị sét đánh tử vong khi đang sử dụng hoặc đang ở cạnh điện thoại, đang được cắm dây sạc, sét đã đánh theo đường dây điện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, bà Bình chia sẻ. Chuyên gia cũng cảnh báo khi sử dụng điện thoại, dù tỷ lệ bị sét đánh không lớn nhưng không được chủ quan, nhất là hiện nay đang là giai đoạn mưa nhiều hơn. Theo khuyến cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, khi xảy ra mưa dông kèm sấm chớp, mọi người đang ở ngoài đường phải hết sức chú ý. Cụ thể, mọi người cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Lưu ý nhà kho, nhà chờ xe buýt và các công trình không có bộ phận chống sét là những mục tiêu dễ bị sét đánh. Vì thế, mỗi người nên tìm đến một tòa nhà lớn, nơi mà các hệ thống dây điện, ống nước sẽ trực tiếp hấp thụ điện tích của sét. Sét thường tìm đến những mục tiêu ngắn nhất, vì vậy nếu gặp sét khi đang ở một khu rừng, mọi người hãy tìm vị trí thấp dưới những cây nhỏ để trú ẩn, tránh đứng cạnh những cây cao vì sét luôn có xu hướng tấn công vào những cây cao nhất. Nếu đang ở một khoảng đất trống, hãy tìm đến vị trí thấp như thung lũng hoặc khe núi, nhưng hãy cảnh giác với lũ quét. Nếu đang ở trên một chiếc thuyền, hãy tiến vào bờ càng nhanh càng tốt. Nếu thấy mái tóc dựng đứng có nghĩa là rất dễ bị sét đánh tấn công. Lúc này bạn hãy ngồi xổm, dùng tay bịt tai lại để giảm tác hại đến thính lực và gục đầu và hai đầu gối. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại, tránh xa các vật dụng bằng kim loại, chạm biến áp, cột và đường dây điện. Không được nằm duỗi thẳng trên mặt đất, không đứng thành nhóm người gần nhau. Với người đang ở trong nhà, khi có dông sét cần cắt nguồn điện các thiết bị điện tử như TV, máy tính và các nguồn điện tử khác. Hạn chế sử dụng điện thoại khi có dông sét, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện, tránh xa các chỗ ẩm ướt như phòng tắm, bể nước. Trường hợp gặp nạn nhân bị sét đánh, hãy hỗ trợ họ ngay lập tức vì sau khi bị sét đánh, nạn nhân không còn mang điện tích và không hề nguy hại cho người trợ giúp. Cần khẩn trương dập lửa trên cơ thể người bị nạn, cứu chữa khẩn cấp như hô hấp nhân tạo, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Vì sao tai nạn sét đánh ngày càng nhiều? Liên tục có những tai nạn thương tâm do sét đánh xảy ra gần đây khiến người dân không khỏi hoang mang. Vì sao số lượng sét gần đây lại nhiều? Chuyên gia khí tượng có những lý giải. Các vụ tai nạn do sét đều do vi phạm nguyên tắc an toàn. Theo dự báo viên Nguyễn Thị Thanh Bình, phòng dự báo số trị viện thám, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp thương vong do sét đánh. Việt Nam nằm ở khu vực tâm dông của châu Á, là một trong ba tâm dông lớn nhất thế giới. Việt Nam mỗi năm có khoảng 2 triệu cú sét đánh xuống. Tuy nhiên không giải đều các tháng trong năm mà tập trung vào giai đoạn tháng 4, tháng 5 qua mùa hè đến mùa thu. Đặc biệt giai đoạn chuyển tiếp đầu và cuối hè, năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, tần suất xuất hiện các cơn mưa nhiều hơn. Mưa mùa hè được hình thành từ các hầu hết các đám mây đối lưu, ngoài khả năng gây ra mưa còn gây ra dông, sét, tố lốc. Nói về nguyên nhân gây ra các vụ sét đánh tử vong gần đây, bà Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, ngoài yếu tố tự nhiên còn do tác động của con người, 80% các vụ tử vong do sét đánh là vi phạm các nguyên tắc an toàn khuyến cáo về dông sét. Các khuyến cáo này được nói rất nhiều, ví dụ ở trong nhà phải đóng các cửa sổ, cửa ra vào, tắt các thiết bị điện không cần thiết, khi ở ngoài trời phải tránh các vật dụng bằng kim loại. Tôi lấy một ví dụ cụ thể là chiếc điện thoại thông minh mà ai cũng có và đem theo trong người. Rất nhiều nạn nhân liên quan đến sét đánh có liên quan đến chiếc điện thoại này. Gần đây nhất là cuối tháng 5 năm 2022 ở Cao Bằng, có một trường hợp sét đánh ngay trên giường ngủ của nạn nhân. Nguyên nhân vì nạn nhân sạc điện thoại và cắm sạc ngay ở đầu giường. Sét đánh vào đường dây điện, đi vào điện thoại gây phát nổ, nạn nhân tử vong ngay trên giường. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, hay trước đây một công nhân ở Sóc Sơn, Hà Nội vừa sạc điện thoại vừa sử dụng, dông sét xuất hiện và đánh trúng, nạn nhân tử vong. Năm 2019 cũng có 2 nạn nhân chết vì dông sét do sử dụng điện thoại khi đang sạc. Một vật dụng thân thiết như các điện thoại, nếu chúng ta lơ là cũng có thể gây hại, dự báo viên Nguyễn Thị Thanh Bình nói. Thực hiện các nguyên tắc an toàn khi có dông sét, chị Nguyễn Thị Thanh Bình cho hay, khác với mưa lớn, lượng mưa nhiều có thể gây thiệt hại, cảnh báo dông sét, lũ quét, sạt lở đất. Được phát đi rất nhiều, nhiều người tặc lưỡi bảo cảnh báo mãi cũng chẳng làm sao cả, nên ít quan tâm. Nhưng mọi người không hiểu rằng những thông tin này có thể xảy ra với tỷ lệ không lớn, nhưng xảy ra có thể lấy đi sinh mạng trong tích tắc. Người dân hãy nâng cao ý thức đề phòng, cho dù một vài lần không xảy ra, một vài chục lần cũng không xảy ra với mình thì đừng chủ quan. Chưa xảy ra với mình không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Hiện đang là mùa mưa nhiều, sang tháng 8, 9, 10 là cao điểm của mùa bão, gió mạnh, mưa, lũ quét và sạt lở đất. Đây là giai đoạn tổ hợp của rất nhiều thiên tai, chính vì vậy mà bà con hãy theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo để có ứng phó thích hợp.
nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc cơ bản khi trời có dông sét để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và người thân. Các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi có dông sét gồm: tránh sét trong nhà. Khi trời sắp xảy ra dông thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên về nhà. Chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như bồn tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Nên giúp phích cắm các thiết bị điện trước lúc có dông gần xảy ra. Với các đường dây điện thoại hay dây điện, vì nối với lưới bên ngoài nên rất dễ có bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Nên tránh xa các dây này và các vật dụng điện với khoảng cách ít nhất là 1 mét. Vô tuyến nối với dây anten để ngoài trời cũng cần rút ra khi có dông sét, tránh sét đánh ngoài trời. Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn nấp an toàn, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt. Tìm chỗ khô ráo, người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ. Phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất, nhón chân không được nằm xuống đất. Đứng xa các vật cao, ra ngay khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, mương, các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm. Nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh. Không đứng thành nhóm người gần nhau, nếu như bạn cảm thấy tóc bị dựng lên như cảm giác điện thì sờ tay trước mặt tivi thì điều đó có nghĩa là có thể sét đánh bất cứ lúc nào. Lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất. Đối với những các vật có bề mặt kim loại như xe buýt, tàu hỏa, ô tô, nếu không thò người ra ngoài và không chạm đến vỏ bọc thì ở những chỗ này là an toàn. Ngược lại, đối với các ô tô, tàu thủy để hở hay không có vỏ bọc kim loại thì lại nguy hiểm. Sau khi nghe thấy tiếng sét 30 phút thì có thể trở lại làm việc bình thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Mới Chúng Tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.